Rồi, hôm nay mình sẽ làm món chân gà. Chân gà hôm nay mình làm hầm với đậu nha mọi người. Rồi, chân gà đây. Đây là loại chân gà lớn. Mình lấy chân gà Mỹ ăn cho nó nhiều thịt. Loại này là 9 cặp 1 kg nha mọi người. Mọi người cứ lấy chân gà lớn, đừng lấy chân gà nhỏ. Chân gà lớn mình ăn mới có cảm giác được nhiều thịt, gân, sụn đồ. Đây. Đây là chân gà mình sẽ bắt đầu vô việc sơ chế. Để tiếp tục chúng ta sẽ chặt chân gà. Ok, rồi chúng ta chuẩn bị chặt thôi. Mình trước tiên mình chặt chân gà, mình bấm móng, mình làm neo cho nó. À, bây giờ chuẩn bị vô, mình làm neo cho chân gà của mình. Ok, mình lấy ra mình cắt hết móng. Cắt móng đi. Đây. Cắt móng cắt khóe bỏ hết nha bạn. Rồi chân gà chúng ta chặt theo kích cỡ tùy thích, mình muốn ăn lớn mình chặt rồi thôi, muốn ăn nhỏ mình chặt từng móng cũng được. Rồi mình lấy đậu đi mình ngâm nha mọi người. Ok. Đậu này mình ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm để đậu nó mềm để nấu tiết kiệm được thời gian ra đồ. Đây, mình ngâm qua đêm đậu sẽ mau mềm và nở to hạt hơn. Đó, mình ngâm trong vòng 8 tiếng. Ok, mình ngâm như vậy em 8 tiếng để sáng ngày mai mình nấu là ok. Mình ngâm qua đêm rồi sáng sớm mình đổ đậu gà bạn. Rồi, mình đổ đậu gà bắt đầu mình cho vô mình tiến hành nấu. Đậu đã ngâm qua đêm mình nở hạt à, vỏ đồ cũng mềm đi. Ta bắt nồi nước sôi lên, bắt đầu mình sẽ cho những nguyên liệu vào. Đây là gia vị khá lấu đã được xay sẵn, mình cho vô trước. Chúng ta cho cùng với đậu phộng nha mọi người, cho đậu phộng vào. Rồi phộng đầu, bắt đầu chúng ta nấu hầm trước. Mình hầm đậu phộng trong vòng 30 phút trước. Hoặc ngắn hơn nếu mà đậu nhỏ mình có thể hầm 15 phút. Đậu lớn mình hầm 30 phút cho mềm. Rồi hẳn cho đậu chân gà vào. Đây. Rồi khuấy đều lên. Xong chúng ta cho gia vị. Đây, đường. Muối. Và bột ngọt. Cò no chúng ta cho hay không cũng được. Nếu mà cho cò no nó sẽ rất là màu hư. Dễ bị mình cho cò no để kích thích cho thơm hơn thôi. Không cho cũng được. Mà đây mình cho vô cho nó thơm. Rồi.
xong chúng ta để nắp lại và bắt sôi lửa lên, để nắp lại nấu tiếp tục. Chúng ta hầm trong thời gian chờ đợi mình làm chuyện khác thôi. Rồi, sau khi đậu đó sôi được 20 đến 30 phút, chúng ta cho chân gà vô. Chúng ta cho chân gà vô. Đây. Thả chân gà vô. Vì chân gà rất là mau mềm nên chúng ta bỏ vô xào. Rồi mở lửa lên. Dưới nhà mở lửa lên sôi. Tùy theo trứng gà nó mình nấu nha mọi người. Nếu mà trứng gà mình mau mềm thì mình sôi lên mình tắt lửa. Còn không mình sôi 5 phút thôi mình tắt lửa ủ nó lên này được rồi. Để cho thấm gia vị rồi. Rồi chúng mày lắp lại. Rồi, đây là mình bổ sung thêm nước tương cho vô kích thích phần vị giác nào. Mình xài nước tương đậm để cho nó thơm. Rồi chân gà mình sau khi hầm xong mình sẽ vớt ra dĩa dùng thử nha mọi người. Nước này mình sẽ không sử dụng được, không uống được như canh. Nếu mà mình nấu canh chân gà nấu vào phòng thì nước canh sẽ uống được. Nhưng nước canh này mình làm như dạng phá lấu. Nó sẽ ăn ăn chân gà với đậu thôi. Nước thì rất là mặn. Nên mọi người không hút nước được nha mọi người. Ok, mình sẽ thử thôi. À, những ai muốn dùng thử cứ việc điện thoại đến mình. À, mình có làm sẵn một bịch đóng gói hút chân không 1 kg và 500 g. Giá cả hợp lý, hợp vệ sinh. Alo mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và đừng quên bấm nút theo dõi để xem những video gần nhất của Đào Thiện Minh. Cảm ơn mọi người, nhớ bấm nút hình quả chuông bên dưới. Bye bye mọi người.